Diệu Hoa xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Hôm nay Hiếu Diệu Hoa xin chia sẻ với tất cả các quý vị và các bạn yêu mến Tử Vi, một con sao, đó là con sao giải thần. Theo kiến thức của anh, của thầy Lê Quang Lăng, trong sách của thầy Lê Quang Lăng, đầu tiên sao giải thần, tính chất của nó là cái xấu biến thành cái tốt biến thành cái sang biến thành giàu sang, tôn quý, tôn quyền. Vì sao giải thần luôn đi trong tổ hợp tứ linh thái tuế, thể hiện sự may mắn nhất của con người. Sao giải thần khi đóng một cung mệnh thì làm gì cũng may mắn như bùa hộ mệnh. Sao khi mà trong cung mệnh mà có sao thái tuế cùng với sao giải thần thì luôn đi trong cùng với tuổi Tý, tuổi Hợi, giải hết hung họa đi. Ở cung mệnh thì sống khá đơn giản, thẳng thắn, chính trực, khiêm cung, không ưa cung điền và tài phúc, đóng ở đâu cũng có học giàu sang ở đó. Đóng vào cung phụ mẫu thì cha mẹ không giàu thì cũng phải sang, đóng vào cung phúc thì giải bớt cái phúc xong nó vẫn là cái sự thịnh vượng may mắn. Đóng vào cung quan thì công việc an nhàn, lương cao, đi đến đâu cũng có người đưa, kẻ đón. Đóng vào cung tài giải bớt cái đẹp xong vẫn giàu có. Khi đóng vào cung thê thì người chồng hoặc người vợ mặt mày thanh tú, nhà vợ thì giàu sang, làm mắt mặt bản thân. Đóng vào cung tật thì giải hết bệnh tật. Đóng vào cung di thì đi đến đâu cũng gặp may mắn, ra ngoài không ai hại được. Khi đóng ở cung huynh đệ thì anh em khá giỏi. Khi đóng ở cung tử tức thì con cái rất đẹp, con cái giàu có. Sao giải thần đẹp nhất là khi đóng vào cung quan và cung phu thê. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã lắng nghe Hiệu Diệu Hoa chia sẻ. Mọi người, các quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và cho Hiệu Diệu Hoa một like để Hiệu Diệu Hoa có nhiều động lực để chia sẻ với tất cả các quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.